Bộ Công an bạo ăn từ cấp dưới cho đến tận bộ trưởng. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 7 tháng 10 đưa tin, trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Cạn đã bị bắt vì mua bán ma túy. Bản tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam với thượng tá Tống Văn Công, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng chức trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh là một chiếc ghế hái ra tiền, thiếu thốn gì mà để thượng tá Tống Văn Công phải đi buôn ma túy nữa. Đúng là lòng tham của giới chức lãnh đạo trong ngành công an là vô đáy. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu chuyện cũng khiến cho mạng xã hội dậy sóng trong những ngày vừa qua, đó là Bộ Công an cấm dân quay phim giám sát cảnh sát giao thông. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67 quy định về thực hiện giám sát người dân trong công tác an toàn giao thông. Theo đại diện của Bộ Công an, việc giám sát công an của một số người dân quay phim ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Công luận thấy rằng đây là những biểu hiện lạm quyền của ngành công an, đi ngược lại với chủ trương minh bạch trước đây và đã vi phạm nghiêm trọng quyền theo dõi giám sát của người dân đối với các nhân viên công vụ của cơ quan nhà nước. Nhiều ý kiến thấy rằng nếu lực lượng cảnh sát giao thông làm đúng quy trình xử lý theo quy định thì làm sao phải lo ngại khi người dân quay clip hay chụp hình. Không cho người dân quyền ghi lại các hình ảnh để làm bằng chứng thì căn cứ vào đâu để giải quyết các khiếu nại của công dân. Đây là một chủ trương hết sức vô lý của tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Mới đây, một nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ cho biết về ngài tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Đó là vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhận lời mời của Đại tướng Suko, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Lương Tam Quang được thư ký Nguyễn Minh Phương đưa đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh trong ngành công an và doanh nghiệp cùng tham gia. Trên bàn tiệc, ngoài 5 chai rượu Macallan rất đắt tiền, thì đồ ăn toàn là đặc sản thú rừng, thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nguồn tin của cho biết thư ký Nguyễn Minh Phương có anh trai cả là ông Thành đã chùm lừa đảo. Sau khi lừa đảo rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp, ông Thành đã trốn chạy sang Pháp. Và sau khi Bộ trưởng Lương Tam Quang đăng quang, thì người ta thấy ông Thành lại tái xuất giang hồ trong vai một doanh nhân thành đạt. Hiện nay, thư ký Nguyễn Minh Phương và anh trai đang nhận nhiều phi vụ chạy án, sắp xếp nhân sự cho Bộ Công an từ Trung ương tới các địa phương. Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Phương dùng bằng cấp giả vào ngành công an, không qua đào tạo hay huấn luyện về điều tra, nhưng Phương lại có bằng điều tra viên trung cấp và trở thành người giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, là Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang. Chưa hết, sau chuyến làm việc và ăn chơi tại Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn trở về Việt Nam. Khi làm thủ tục xuất cảnh, thì Lương Tam Quang và đoàn bị câu lưu hơn 2 giờ đồng hồ vì an ninh sân bay Nga phát hiện mang theo 12 chân gấu Bắc Cực và 2 thi thể hổ Amur đã lột ra. Đây là mặt hàng cấm quý hiếm. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng nói trên, phía Nga đề nghị Bộ Công an cử đại diện ở lại giải quyết vụ việc. Được biết hiện nay, nội bộ của Bộ Công an đang rối như nổi kinh hẹ. Các nhân vật lãnh đạo có mặt trong đoàn cương quyết từ chối nhận lô hàng trên là của mình theo đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Những điều vừa kể trên cho thấy Bộ Công an đã bạo ăn từ cấp dưới cho đến Bộ trưởng, đúng theo nghĩa đen và cả theo nghĩa bóng, từ cán bộ cho đến giám đốc công an. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ăn chân gấu trong chuyến công du Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao vụ án cây xanh Công Minh lại được tái khởi động vào lúc này? Truyền thông nhà nước vào ngày 5 tháng 10 đưa tin mở rộng điều tra vụ án cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Bản tin cho biết Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng,
Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn Cây Xanh Công Minh. Tương tự các tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, công ty Cây Xanh Công Minh có một hệ sinh thái rất quy mô, gồm 50 công ty trực thuộc. Những công ty này đã tham gia trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương khác nhau với số tiền trúng thầu đến tới hàng nghìn tỷ đồng. Đã từ lâu có những tin đồn đoán cho rằng đứng sau tập đoàn Cây Xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông trùm của phe Hà Tĩnh. Được biết, vụ án Cây Xanh Công Minh đã bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đã đề nghị và được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gia hạn điều tra lần thứ nhất. Vụ án Cây Xanh Công Minh đã bất ngờ bị dừng lại sau hơn 5 tháng và nay thì lại được tái khởi động. Theo giới quan sát, mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú có nhiều rích rắc và rất khó hiểu. Từ trước đến nay, Bắc Kinh được cho là vẫn đang kiểm soát chặt chẽ một số đông lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những nhân sự trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do phe tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh dẫn dắt. Nhưng có đánh giá lại cho rằng, trong thời gian qua, việc lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự không đồng tình với Tổng Bí thư Tô Lâm đã cho thấy hình như phe thân Bắc Kinh trong Đảng đã bị Tô Lâm khống chế và mất tác dụng. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong Đảng, không thể không nhắc tới phe cánh của chính trị Nghệ An và cánh Hà Tĩnh. Đây là các bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 13 năm cầm quyền vừa qua. Cũng như Tổng Trọng, các lãnh đạo hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh luôn giành được niềm tin và sự ủng hộ Trung Nam Hải. Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm soát xong quyền lực đối với phe quân đội thì ông sẽ rảnh tay hơn. Lúc đó, việc tính sổ với phe Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ được tái khởi động trở lại. Theo giới thạo tin, trước đây, Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong các vụ án lớn. Trước khi vụ án công ty Cây Xanh Công Minh được khởi động, ông Tô Lâm đã đưa Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, một tay chân thân tín của ông, về nằm vùng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Được cho là đang nhằm mục đích giám sát nhất cử nhất động của ông Trần Cẩm Tú. Mặt khác để tạo áp lực, buộc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tuân lệnh ông Tô Lâm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các phe phái chống Tô Lâm trong Đảng có lẽ đã thắt chặt sự liên kết thông qua việc các hệ thống ban đảng với sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quân đội như các ông Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa, đã khiến cho tình thế có sự thay đổi. Theo suy đoán, sau khi Tô Lâm được cho là đã thâu tóm và nắm chắc quyền lực với phe quân đội, đây là lúc kế hoạch tảo thanh phe Nghệ An Hà Tĩnh được khởi động. Mục tiêu tối cao là xóa sổ hệ thống chân rết quyền lực thân Bắc Kinh do Tổng Trọng để lại. Từ nay đến trước khi bàn giao ghế Chủ tịch nước, có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đánh mạnh vào các cá nhân cũng như những phe phái vốn là đối thủ của ông. Cụ thể là phe Nghệ An Hà Tĩnh có hai tên tuổi lớn là Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc. Nhổ được hai cái gai lớn này thì Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và sẽ thâu tóm trọn quyền lực trong tay ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin vì sao vụ án Cây Xanh Công Minh được tái khởi động vào lúc này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de